Good morning, chào buổi sáng cuối tuần cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình ở vườn cây Van Nursery ở Westminster, Orange County area nha mọi người. Hôm nay mình có dịp gặp được chú Văn thì chú Văn sẽ dẫn mình đi dạo thăm vườn xem vườn có những loại cây gì và có gì chú Văn cho biết giá ha. Anh tặng đặc biệt cuối tuần sale. Rồi lễ thứ hai là lễ Columbus nè. Cô chú anh chị có nghỉ thì đi khu vực Westminster này chơi, Orange County thì ghé ngang Van Nursery dạo vườn cây nha mọi người. Hai chú, bây giờ chú có những cây gì mùa này đang có nhãn thu. Nhãn đang có trái. Còn nhiều trái quá nè. Cái nhãn này nhãn gì vậy chú Văn? Nhãn Hawaii hết nhãn. Nhãn Hawaii của Hala. Bao nhiêu một cây thế này chú? Mấy cây này là 185 đồng đang sell nửa giá, còn 90 đồng một cây. Ồ, có 90 đồng cây thôi mọi người, mà đầy trái luôn nè. Cây 15 ga lông, gốc khá là lớn nha. Cây này cũng có trái gì hết hả chú? Đúng, mùa này là mùa có trái, ai tới trước thì lựa được cây nhiều trái. Chú sell 50% off luôn nha cô chú anh chị. Cái này nó giá nó hơi cong cong, chứ không có cái cây nào mà nó đứng lên luôn. Không thiếu gì ở dưới này nè, một vườn nhãn luôn nè. Dạ. Wow. Thấy vuông hả, là Đài Loan hả chú? Đài Loan đồ trắng. Đài Loan trắng ha. Mấy cây này mấy cây lớn rồi, cây giống rồi. Dạ. Mận cẩm thạch, mãng cầu. Wow. Mấy cái mận này mận gì hả chú Văn? Mận này mận MST. MST, mận hộp sóc trăng luôn. Mận sóc trăng á. Cái này bán bao nhiêu vậy chú? Một cây cái này là đang bán là 250 một cây, mà vườn cũng còn có vài cây à. 250 một cây. Dạ. Cây chiếc nha mọi người, cây cũng gốc cũng đẹp lắm nha, 250 một cây, trồng 15 ga lông. Còn loại nhãn nhỏ này sao sao chú? Nhãn nhỏ, cái này là vải, còn nhãn nhỏ ở đây 7 ga lông. Dạ. 150 mà đang sell nửa giá còn 70 đồng. Wow, đã chứ, cái gì cũng nửa giá. 150 mà sale hơn nửa giá luôn, 70. Bây giờ là đang mùa nhãn mà. Dạ. Thì cô chú anh chị tranh thủ quẹo lựa ha, có mấy cái nhãn mà có trái nhiều lắm luôn á. Mình mua về mình ăn trái. Nhãn 7 ga lông rồi, mấy đứa này. Cái này là chú sale 70 hả chú? Dạ. Ồ, giá cũng rất là được luôn nha cô chú anh chị. Rất là ok luôn á, mà nó đầy trái luôn. 150 mà còn 70 đồng. Đầy trái luôn, chú sale 70 đồng trong chậu 7 ga lông mà gốc cũng to lắm nha. Có cây giống trong chậu 15 ga lông á, mà chú để chậu 7 ga lông á. Đó. Cô chú anh chị về ăn trái rồi sang chậu cho cây nó mau lớn. Nhãn. Cái nào cũng có trái hết. Cherry cốc có hết nha mọi người. Cherry cốc, nhãn. Cherry này bán sao chú Văn? Cherry cũng bán 70 đồng luôn. 70 đồng, dạ. Cherry gốc lớn cũng 70 đồng luôn. Cốc cũng vậy luôn. Cốc cũng 70. Dạ. Cốc gốc lớn lắm nha mọi người. Cốc gốc khá là lớn luôn á. Dạ, cây đẹp nè. Cây này cây cũ của năm ngoái nên nó sống tốt lắm. Đang có bông có trái nè. Cái đám này. Ai tới trước thì lựa được mấy cây có trái nè. Quá trời trái nè. Cốc mùa này vẫn còn trái à. Ta ăn hết rồi chú còn trái. Nó ra đợt 2. Ôi, mấy cây lớn lắm luôn nè mọi người, 70 đồng, chú sale 70 đồng mà cây cũng lớn lắm luôn, đầy trái luôn nè. Gốc to, cây cũng đẹp lắm. Khá là đẹp. Thì mấy cây đu đủ này là cái dạng lùng hả, là dạng sao chú Văn? Cái này là vừa, cái này của Đài Loan, đu đủ Đài Loan. Dạ, bao nhiêu cây lớn vậy chú? Cây này là 90 đồng. 90 đồng, nó đang có bông có trái nha mọi người, đang có bông nè. Trọng 15 cái lông. Ai mà cần đu đủ đang uống có tính thuốc đồ á thì qua đây đem về một cây lớn như vậy nha, nó nhiều tán, nhiều nhánh lắm mà bông cũng nhiều luôn nè, khá nhiều bông luôn. Vườn dùm cái gì nhiều mà có trái vậy chú? Mãng cầu hả? Nhãn, mãng cầu. Mãng cầu thì cây bự mới có trái, còn cây 5 ga lông mới 15 ga lông thì mấy cây có trái thì bán hết rồi, chỉ còn mấy cây không có trái thôi. Chú có loại mãng cầu nào chú Văn? Chú cho cầu vậy được. Mãng cầu Úc, mãng cầu ly xà, mãng cầu đỏ, mãng cầu Úc, ly xà, vỏ thái, đỏ. Đây. 95 đồng mà đang sale còn 75 đồng.
ăn sale 75 đồng cây Úc ly xà vô thái đỏ nha mọi người. Úc vô thái đỏ ly xà đó, chậu 5 ga lông cao 4 feet cũng cứng cáp lắm, cây cao 4 feet 75 đồng cây đó. Giá Úc cả phải chăng vô thái đỏ nè mọi người. Úc vô thái đỏ ly xà đó. Úc thái đỏ nè ly xà rồi Úc 2. Ủa cây này sao cao quá chú, cây này cao 5 feet mấy nè. Úc 2 nè. Có mấy cây cao đứa nào cũng có tên hết, ai muốn lựa giống gì thì nó có tên của nó. AB2 mọi người. Thằng này là Red nè. Red GFN nè, như thấy đỏ. Chú sale 75 đồng cây nha, có cây cao lắm. Tại để chậu nhỏ thôi, gốc cũng khá là ok. Có cây cũng khá là cao. Đó là mảng cầu nhỏ. Đó, vừa túi tiền 75 đồng cây nha. Đủ loại. Ồ, mấy cái này là gì vậy chú? Mễ thôi hả chú? Hả sao? Hả mới ghép chú? Mấy cây này nữa là hybrid apple. Hybrid apple. HSS hybrid. Nó gọi là hybrid. Mấy cái này làm giống là bán chú bán? Sugar, nó gọi hybrid sugar. Sugar hybrid nè. Cái này làm giống hả chú bán? Đúng, làm giống. Làm giống hả? Người ta cho mấy cành để mình làm giống. Dạ. Qua năm có giống. Dạ. Nhãn cái cây này lớn quá chú, cái này chú bán giá cũng vậy luôn hả sao? Đúng rồi, mấy cây cũng chú nói 90 phải không? Có trái cũng 90 mà không có trái cũng 90, ai cái, muốn lựa cây nào lựa. Cây lớn chần chần luôn nha mọi người, cái rất là lớn của cây 2-3 gốc luôn nè, cây chiếc hết đó nha. Cây cao khoảng 6,5-7 feet á, mà mấy cây này nó rất là lớn xum xê nha, tại mà nó ít trái hơn thôi mà nó lớn lắm nha. Chú dưới đây mình quay ổi. Bây giờ mua cây được rồi nè mọi người, xuống đất cho nó được rồi, trời bắt đầu mát dịu rồi nè. Và cây vẫn phát triển rễ được cho tới cuối tháng 11 nha. Thì khí hậu của Nam Cali mình tới đầu tháng 12 mới bắt đầu lạnh, lận bây giờ rễ nó vẫn phát triển được khoảng 2 tháng nữa thì nó vẫn ok. Cũng sao mà mát nhẹ nhẹ gì á, nó xuống đất nó không bị sốc rễ. Mùa này nó lên mạnh giống như mùa xuân á. Dạ, mùa này nó vẫn phát triển được. Vườn lớn quá chú Văn, thấy cũng lớn quá trời. Mấy bao nhiêu ấy cờ vậy chứ? Vườn này 3 ấy cờ. 3 ấy cờ. Ở khu Phước Lộc Thọ Bô Sa này mà có khu vườn 3 ấy cờ là lớn lắm luôn. Còn mấy cây này chú ghép hay ha. Loại gì vậy chú? Cái này là cũng hybrid. Hybrid hả? Dạ. Hôm bữa nó đi cần mấy cái hybrid. Hybrid sugar. Mặn rồi. Mặn 15 ga lông, 250 một cây. Mặn loại gì vậy chú? Mấy cây này cây Black Gold. Black Gold. Đúng rồi. Lá Black Gold nè, 250 một cây, 15 ga lông nha cô chú anh chị. Cây lửa gốc lớn nè. Đó sale 250 mà mấy cây này gốc lớn lắm luôn. Dạ, Vân Bình cây xin lỗi có thể giúp gì? Dạ có. Mía, trời phía sau này rất là nhiều mía. 16 đồng. 16 đồng đó là 1.5 scoop feet. Dạ. Mọi người thấy cái mấy cây mãng cầu ở sau vườn quá lớn luôn, người ta để trái nè. Mấy cây mãng cầu này mấy cây mãng cầu gốc lớn à. Dạ. Làm như cái chậu nó ăn xuống đất luôn á. Mà cho trái nè. Rất là lớn luôn. Cái này giống là Úc 2 nha cô chú anh chị. Có ai mua mía đường không nè? Mía đường hả chú? Mía đường bao nhiêu chậu mía đường chú? Mía này là mía thanh diệu không chú? Không, mía này gọi là mía đường thôi. Mía đường thôi. Mía này là mía gì á? Mía xanh này người ta là để mà người ta xay nước mía đó. Con nghĩ có nhiều nước hơn mía ông đĩa đó. Mía ông đĩa nó nhiều mắt quá à, nó đẹp thôi chứ nó không có nước nhiều. Mía ông đĩa là mía kiển. Đúng rồi. Mía này là mía để người ta lấy nước mía, người ta xay nước mía đó. Yeah. Ai muốn mua cái này á? 45 đồng chậu, đang sell 25 đồng một chậu. 25 đồng chậu có khoảng 5-6 cành, bự lắm mọi người. Thì mua làm giống thả xuống nó lên như chút vậy, nó mọc tùm lum hết á, nhanh lắm luôn. Mía đó. Tưới nước cho nó nhiều lắm phải không chú? Đúng rồi, mía. Nó thích nước, tưới nó lên dữ lắm.
Mấy cây mãng cầu vườn lớn, mấy cây này chú để trái chứ đâu có đâu bán đâu hả chú, mấy cây lớn. Cây này nó ăn rễ xuống đất rồi, bây giờ mình phải đợi nó rụt lá mình mới lấy lên được. Dạ. Chứ mùa này mình lấy lên nó héo. Mấy cây gốc lớn khủng khiếp lắm mọi người. Này mãng cầu ly xà đó. Ly xà này gốc lớn là để làm giống á. Để lấy cành á. Dạ. Lấy cành để mình ghép ra. Rồi chú chặt cành cho nó, mới mốc có cái event nào đó. Xin chú Vân cành. Cái mùa phát. Cái mùa tháng 3 đó. Ủa cái giống mãng cầu này lạ quá chứ. Ly xà mà. Lạ ghê nè. Ly xà nó bị đỏ đỏ, nó bị giống như là dính vô bông của vô thái đỏ sao á. Không, nó bị táp nắng. Đó. Nó nhiều quá mình cắt đi nắng nó rọi vô, hồi lúc nó ở trong rợp nó bị che. Dạ. Yeah. Wow, quá trời mặn luôn. Dạ, yeah, mặn. Mấy mặn này mặn gì vậy chú Vân? Mặn này đủ thứ hết, An Phước có, rồi Thái Châm Bồ có. Dạ. Yeah. Rồi Black King Kong có, đủ thứ loại hết. Nhiều loại lắm mọi người, quá trời mặn không? Còn ổi, nãy giờ mình đi coi ổi chút quá. Đang đi xuống mé dưới này, để qua cái đám này mới tới đám ổi. Ổi ruby, ruby Đài Loan. Ô mặn trắng kìa, phải mặn trắng không chú? Đúng. Ô mặn trắng nè mọi người, đó. Cây này là bao nhiêu chú Băng? Cây này là 1.000 đồng. 1.000 đồng, cây mặn trắng này của chú anh chị? Đang có trái. Đang nhiều trái nè. Đó, mặn trắng nè, đẹp nè. Rớt lại chả chim ăn lum nè. Yeah. Wow. Mình đi vô đám ổi với Đài Loan. Đài Loan, ruby Đài Loan. Vườn chú nhiều mặn quá, thấy châm bồ cây bự bự không cô chú chị? Gốc to đùng nữa, đang trái nhiều nè. Mọi người dạo vườn thấy mấy cây lớn lắm luôn á. Thì giá cả thì nói chuyện trực tiếp với chú Vân. Mấy cây bự bự đó là 1.500 không á. Dạ. Đây. Ổi này là ổi ruby Đài Loan. Chậu Queen là ai mua Queen chuẩn bị Tết này chú có luôn bao nhiêu chậu Queen xì chú? Queen đắp Queen xì chậu 5 gallon á là 65 đồng một chậu. Dạ. Yeah. Có màu cam màu đỏ hết mọi người. Có, màu có màu cam màu đỏ tùm lum hết. Ồ cái này là ruby Đài Loan. Ruby Đài Loan. Chậu 20 gallon thì đang on sale 400, còn cái chậu 15 gallon thì là 200. 400 trong chậu 20 gallon trái nhiều lắm luôn nha mọi người. Đây, 15 gallon 200 hả chú? 250. 250 dạ. 250. Đây chậu 15 gallon bên này. Quên lấy mấy 250. Đây. Chậu 15 gallon. Đây 250. Cái này năm sau á như cái chậu 20 gallon hả chú? Đúng rồi. Nó lớn nhanh lắm luôn á. Trái nhiều rồi mọi người. Cái này mấy cây này mình sang chậu 20 gallon nó lớn chứ còn để đây thì nó không lớn, nó cùng một tuổi mấy tuổi 20 gallon nữa. Ồ. Vậy mua này có lý hơn mọi người, chú nói 250 nè mà trái đầy luôn ở ruby Đài Loan. Nè trái nè, tha hồ nè. Trùm này quá trời trái luôn. Ồ. Em mua cái cây này lời mọi người, quá trời trái luôn, ăn một thao ổi nữa luôn. Cho con thử đi, thank you chú. Nhưng mà nó muốn hư rồi. Ồ nó bị nước. Nó bị nước. Mời cô chú anh chị nha. Ngọt không? Chưa thấy hạt ha mọi người. Thơm ngọt. Có vài cái hạt à. Tóc quá trời. Cái này vẫn giá như vậy hả chú Vân? Cái này hả? Dạ. Cái này 250 một cây, cây này nó 5 năm tuổi rồi đó. Ồ nó già hả chú? Nó già mà mình cứ để đây cây này để làm giống mà. À hiểu. Mấy cái cắt cốc chút. Cái cắt cốc chút thì nó rẻ hơn. Dạ. Dạ. Cốc giống. Ổi ruby Đài Loan của chú Văn đậu trái nhiều lắm nha mọi người. Cái này là phải ăn nha tại nó chín rồi nha. Trái bự lắm. Nè. Trái bự lắm nè. Ngon. Tuyệt vời. Không? Mấy cái già già này lát bứt mang về ăn. Nè nó. Nó rửa chú ơi. Rồi. Mấy trái già già ăn chín rồi. Chín rồi. Cái này mua là ăn luôn á mọi người. Đây nè. Đó, cái trái này là ngon lành. À.
nó không có hộp, nãy giờ mình cắn chưa có thấy cái hộp của chú anh chị. Cái này chắc chừng dưới 10 hạt chú à. Ừ, nó ít hộp lắm mà nó ngon. Già rồi đó, à, đó. Chơi mấy cái bự bự này nè. Giờ mình không mang theo bịch thì sao giờ? Nó được rồi chú, bỏ vô túi đi. Bỏ túi. À, rồi chú. Mang về lái đi xe. Dạ, giờ lái về ăn. Rồi, tiếp tục chú. Ừ. Cái này là nha. Vòng vòng nó bên kia nhiều lắm, tha hồ vừa đổ lớn lắm. À. Đấy. Này bố trí này. Cái này hay à, chống trộm. À, chống cái trộm nó nhảy xuống một cái là hơi bị đau á, nó tùm lum như thế này. Cái này nhà nào mà bị ăn trộm nó ra đây kém gai này là 35 đồng một cuộn. Ồ, chú có bán kém gai luôn, 35 đồng một cuộn. 35 đồng một cuộn. Mà kéo rồi được mấy feet chú? À, một cuộn nó cũng dài lắm, để coi mình tính coi cái đầu nó bắt đầu. Bây giờ mình ngay từ đầu đi, mình cứ để đây. Một cuộn nó tính từ đầu này, đi vô coi cái mối nó tới đâu. Đi nữa. Cái này dính là chết luôn á mọi người, dính vô thịt là ghê luôn á. Cái này là razor, cái razor nó bén như dao lam vậy, quất một phát á. Mà chú làm lại lại vậy hay nè, giờ nhảy xuống cũng dính nữa. Giờ để ở trên thì sợ nó cắt trên, mà làm lại lại vậy sao mới dối xuống nó cắt. Chống anh trộn mà. À. Cái muối nó nằm ở đâu ta? Cái này hay, sáng kiến hay. À. Con biết rồi, hình như là con thấy nó nói là cái mối này chú, nè, cái mối này nè mọi người, nè cái mối. Phải đó, mình con, phải chú. Nó có chỗ mối nó đàng hoàng rồi. Hừ. Một cuộn nó cũng dài mà. Con cuộn mà kéo giãn này chắc con nghĩ cũng được 20 feet á. Hơn 20 feet hả chú? À. Đây, có 20 feet. Đây nè, cái mối nối nó từ đây nè, đây, mối nối từ đây, để tới bên kia. Ồ, oh. 20 feet. 20 feet á. Ờ, bao nhiêu cuộn vậy chú? 35 đồng. 35 đồng. Cũng được mọi người. Đó. Mua chừng 4-5 cuộn rồi mình có nguyên cái hàng rào này thôi. Ai nhảy vô được như vậy? Chống cái trụ. Mình mua mấy cây này của chợ trời ở hôm đi bô mấy cây sắt này nè thì mình set up thôi. Đó, dễ dàng. Mình chế thì làm. Rồi nhãn nè. Nhãn lớn này thì nãy quảng cáo 180 đồng mà đang sale 90 thôi chứ. Giá còn 90 nè. Dạ. Cái cây lớn là 90 luôn hả chú? 90 luôn. Trời trước thì lựa được cây lớn. Cây lớn gốc trà bá chú quán 90 luôn mọi người. Đó, nhiều nhiều lắm nha. Rất là nhiều nhãn Hawaii nè. Cả ngàn cây nhãn. Nhiều lắm luôn, 90 đồng thôi cô chú anh chị, đầy trái hết nha. Thằng này nè em. Ồ, thằng này tuyệt vời không? Đó, hôm nay sẽ pet show cho ông thợ đi. Đó, cảm ơn chú. Trời đây. Đài Long Ruby nè. Đó. Wow. Trái bự trà bá luôn trời. Đàn ruby nè. Ở vườn chú Vân là binh thiên đàn ruby nè. Nhĩ chứ. Ủa này chú tưới tay hả chú? Không, tôi ấy chứ, tưới tự động chứ. Tưới tay ba cái cơ làm sao tưới nổi. Dạ. Rồi mấy đứa đòi tưới ngày 2 lần nữa. Còn đến ruby Thái nè. Thấy không? Cái cây này là Nga cổ xí rồi nè. Dạ. Chú bị Thái này của chú anh chị. Cây này bao nhiêu chú Vân? Cây này, mấy cây này là 3.000 mà đang sale 1.500 nửa giá. 3.000 sale 1.500. Mà cây này có chủ rồi nè. Cây này gốc, chị Nga chỉ... Gốc lớn nha mọi người. Chị order. Cây này nó chỉ nhỏ thôi, còn cái dưới kia thì cây lớn gấp 3 cây này á. Ờ, à, trái... Chỉ có 1.500 thôi. Trái chùm luôn. Ai mua về làm giống hay là... Ủa thái vuông nè. Phải thái vuông chú? Có thái vuông ở dưới này nè. Dưới này nhiều lắm. Tha hồ trái đó mệt. Mấy cây bự bự này là Thái Ruby hoặc Thái Vuông hoặc là Ruby Đài Loan. Đều sale nửa giá hết, 3.000 mà giờ còn 1.500 một cây. 3.000 chú sale còn 1.500 một cây. Đó, mấy cây gốc to đùng luôn nè. Ui mời god, tóc bắp tay luôn. Trái thì đầy nhóc luôn. Ruby Thái. Đó, ăn rất là ngon, giòn ngọt, có tí vị chua. Ruby Thái. Ruby Thái nào rồi. Còn ai muốn lựa... Hồi xưa nó mắc lắm mà chú Vân ha. Đúng rồi. Ai muốn lựa Thái Vuông thì lựa đó. Thái Vuông nhiều chú Văn? Thái Vuông cũng vậy, Thái Vuông cũng 1.500 mà Ruby Thái hoặc là Đài Loan Ruby cũng 1.500. Dạ. Ai tới trước thì lựa được cây nhiều trái. Nhiều trái à, Thái nhiều Vuông. Nhiều bạc ngàn luôn đó. Mấy cây lớn rồi, đó, cao khoảng 8 feet hơn, đầy trái hết nha.
ở đây là một mê cung ổi luôn. Mê cung ổi đó, thái vuông á, trái bự 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 á. Vô trái kìa. Thái vuông rồi mọi đó. Bây giờ mình hình như trong thị trường nó có cái ổi ký lô á. Dạ. Mà ổi ký lô nó sai lầm rồi, phải thái vuông này mới là tên là ký lô đó. Kỳ vậy chứ hả? Ở ký lô hộp không à? Ổi ký lô hộp không, nhưng mà cái tên nó không xứng đáng. Dạ. À ý chú nói ký lô trái thái vuông mấy ký lô. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, vô coi mấy trái ký lô kìa, mấy cái trái mà thái vuông á. Rồi ký lô mới là đúng. Không. Ý chú nói trái bự trà bá này nè, nó đặt tên ký lô mới là đúng nha. Đó, nó bự cũng có trái kìa. Bên trọng cũng có trái kìa. Thôi nó bự kìa. Thấy không? Đó. À này mới là ký lô nè. Thái vuông mới là ký lô á, tên nó. Đúng rồi, đúng rồi. Còn cái kia thì nó nhỏ không? Ừ. Nhưng như cái banh bông đặt sai tên rồi không? Dạ. Thái nhỏ. Vuông thái nhỏ. Vuông mới là đúng là ổi ký lô đó. Nhỏ mà có hộp. Trái thái vuông trái lớn lắm, như lon coca vậy nha mọi người. Dạ. Cái trái nãy mình quay là như lon coca lớn hơn luôn á, nó 1 kg luôn á. Đó. Trái bự 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 thôi rồi, đó thái vuông. Là khoảng 2-3 pound chứ, nếu mà lớn hết cỡ nó 2-3 pound á, hơn 2 pound mọi người. Ừ. Hơn 1 kg luôn á, chứ trên 1 kg chứ không có dưới 1 kg đâu. Ồ, quá trời thái vuông luôn. Thì chú on sale là 1.500 cây, mà cây khổng lồ mọi người. Đó, cây gốc như là bắp tay vậy đó. Cái cây lớn này nè, cây dạng khổng lồ á, đầy trái này là 1.500. Và trái sâu chùm luôn. Sao ổi vườn chú đậu nhiều trái kê kinh khiếp luôn. Tưới tự động rồi, mấy cái chỗ vào này là tưới tự động nè. Ồ, nó phun tùm lum hết chứ. Dạ. Có mở lên cho nó sạch gái không? À, thôi sạch cho ướt mình đó. Dạ. Mở lên tắt liền. Chú mở lên đi, để con đứng xa xa view. Ra. Lấy view. Để gần chúng chú. Không biết nó sạch ra. Xa không? Này, nó ở đâu á. Đó. Wow. Đó, nó tưới như vậy đó. Ta mình đi ra phân ngược hướng nó đi, hồi nó quay cái đó phát nó vô mặt luôn. Ồ dạ. Đây mọi người đó tưới nè. Dạ, quá đã luôn. Tắt nha. Tắt đi chú. Dạ. Tắt cho tôi, nó ướt hết á. Nè mấy cây lớn á thì cô chú chị mua về làm giống chiết ra được về nè. Đó chú chiết nè. Vườn chiết cái nhỏ ra bán á. Đó, chiết cái nhỏ ra bán. Đó. Đó. Bán lấy tiền lại nếu mà muốn mua cây lớn làm giống đó chứ bự bự. Chiết ra là cái dàn cành là lấy lại được vốn rồi, còn lời được cái gốc. Dạ. Đó là chiết đó, cây lớn. Là nhiều quá chú không ở không chiết ra nhiều quá cây. Thầy thấy ruby. Trái này nè, em bứt em thử trái đó ăn đi. Dạ, yeah, cảm ơn. Cũng chưa được già lắm nhưng mà. Rồi, mình thử trái thái ruby này. Đó. Tại nó nhiều trái quá, nó nhỏ nhỏ. Ngọt. Thái ruby này trái cũng bự bự nè, thấy không? Không có hộp mọi người. Có lỗi nhỏ xíu nha. Không có hộp đó, trái nó lớn rồi đó. Ăn ngon luôn á. Chỗ này trồng xứng đáng nha cô chú anh chị. Bây giờ giá nó hạ thì nó quá nhiều rồi. Cây lớn vậy mới có đầy đủ trái để ăn, cây nhỏ mình trồng nó lâu lắm. Ngon, ngọt, giòn, thơm. Ổi đỏ lúc nào cũng có vị thơm đặc trưng của nó hết nha. Khác với ổi trắng. Ổi đỏ nhìn ăn nó là mình nhìn nghĩ tới trái strawberry rồi, nó thơm thơm sẵn rồi. Nhiều lắm, vườn cả ngàn cây, tha hồ lựa. Thái vuông là sao? Cao 10 feet luôn đó. Wow. Đó. Con thích thái ruby hơn thái vuông. Mặc dù thái vuông trái bự, trái thái ruby nó thơm. Cái thái vuông á chị để lập kiểm rồi. À. Này ăn thơm. Còn cái ruby á ăn nó ghiền. Dạ. Ăn ngọt mà nó thơm mà nó giòn giòn ngọt ngọt. Chú có cái size nhỏ cũng có đúng không? Có. Bây giờ mà cô chú vậy muốn một size nhỏ hơn. Size nhỏ nhất là 120 một cây. 120 hả chú? Thái ruby hả chú? Thái ruby trong chậu 2 gallon. Đó, chú có hết luôn mọi người. Từ 120 tới 1.500 tùy theo mà túi tiền mình mua được cây lớn thì mình mua cây lớn, còn không thôi mà mình tài chính chút kinh tế chứ mình mua cây nhỏ hơn thôi, nuôi từ từ. Có 120, có 250, có 450 có. Chứ không phải là cây nào cũng ngàn đâu mọi người, da có cá đủ size hết nha. Đủ size hết. Ai muốn mua cây nào thì mua. Quá trời luôn.
Ổi hồ lô à? Hồ lô chưa phải chín rồi. Cái gì vậy chú? Ổi lại vậy? Trời ơi trời. Hay vậy, em thử cho ổi hồ. Thử cái ổi lại của chú Văn nè, ổi hồ lô à. Sao giống viên bi vậy chú ha? À. Đó cũng là thái. Ngon vậy? Không hạt mà. Không hạt mà. Ổi lại. Giống ổi xẻ mọi người. Lạ quá. Ừ, không có hạt. Cây này à. Cây này có trái, à. Trái nào ăn được không? Thôi thôi rồi chú ăn hả? Ngon. Trái này hơi lớn, hơi lớn. Cắn ăn trái này hết không hay là no luôn. Chơi trái, thử trái nhỏ nhỏ này thôi. Ổi này ổi gì vậy chú? Này là diamond. Ô đổi diamond mà. Ô diamond. Diamond thì ruột trắng. Trời ngọt quá vậy? Phải không? Ngọt quá vậy? Chú bỏ gì vô ngọt quá vậy? Đây, đây mình chín tông á. Trời nó ngọt như cục đường chú á. Phải không á? Đó. Lát cầm về về đường ăn. Thằng này ruột trắng nha. Ruột trắng nha. Ủa sao ngọt dữ vậy? Ruby á là ruột đỏ. Chú bỏ gì vô đây vậy? Ngọt quá vậy? Không gì vậy? Cái giống này nó vậy mà. Cái giống đây mình này nó vậy mà. Con ơi mình rồi mà không ngon bằng vậy. Mà đây mình đó là đây mình giả. Đây mình thiệt của người ta. Ngọt ngay cục tường á. Cái đó không của mình là mình đổi tên kia nó thành silver đi. Còn thằng này mới là đây mình nè. Hạng nhất mới là đây mình. Nó nhiều. Ngọt ghê á. Đó, sở hữu trái này luôn. Cái này chỉ có bán cây giống không? Có chứ. Nó nhiêu cây chú? Mấy cây này hả? Dạ. Mấy cây này là 1,5 một cây. Mấy cây này chậu bự, gốc bự. Cái ngõi của diamond không có hả? Đợi diamond. Rồi nó ngọt ngay rồi ơi. Cái cục đường á. Con tưởng chú bỏ phân gì vô nó làm cho nó ngọt ghê chứ. Không, cái giống ổi đó, mấy lại ít tưới từ vị chỗ này. Nó nắng, ít tưới. Tưới không tới cho nó héo. À. Tưới không tới nó. Hèn cho nó ngọt quá trời ngọt luôn, ngọt ngay luôn. Cây này nè, cây này trái bự bự đã lắm nè. Cây nào vậy chú? Cây này. Thấy không? Dễ thương không? Qua bên này quay 3-4 trái luôn à. Ổi gì vậy chú Văn? Đài Loan đó, Đài Loan ruột đỏ đó. Đài Loan ruột đỏ, Đài Loan ruby. Đài Loan ruby đó, thấy không? 3-4 trái luôn không? Mà sao có trái tròn trái dài nha. Cho thôi đừng bứt nó chú được rồi. Sở hữu con trái đi. Mà mấy trái bành bành này bứt mấy trái cầm không nổi. Trái kia cũng bành bành kìa. Trái này cũng bành bành nè. Kiếp rồi. Cái này chắc 3 bữa nữa mới ngon. Dạ. Chứ thôi thôi để đi đừng bứt lên con cầm không nổi chú. Thank you. Mọi người lên đây thử trái mua cây luôn vui mọi người, tại vì nó cũng chín hết rồi. Cứ hỏi chú Văn thì chú sẽ có display cho thử trái mà ăn, mình đảm bảo là rất là ngon, nhất là cái đá mình nãy hồi nãy, cái giống nãy mình không biết sao ăn nhưng ngọt như cái cục đường á. Rồi cái này đó là hẹ. Cô bác nào muốn trồng hẹ, hẹ là hẹ thần kỳ đó. Cắt ăn lại mọc. Từ hôm bữa giờ cắt ăn mười mấy lần rồi đó. Cái này nấu lên. Canh tàu hũ ăn ngon lắm á chú. Tàu hũ tôm thịt bằm nè. Mình ít thì mình nấu canh chứ mà mình nhiều á cắt luộc ăn ngọt lắm. 10 đồng một chậu. Ai muốn sở hữu thì sở hữu. 10 đồng một chậu. Nó thích nắng hay chưa bằng? Thích nắng thích nước. Đó. Hẹ đó. Còn cô bác nào thích ăn thì lên đây. Cắt cho cắt ăn miễn phí. Dạ ông trời. Cái thứ này nó cắt nó lại mọc như cỏ. Cái này làm gỏi cuốn á là quấn vô ăn ngon lắm mọi người, nó có mùi dậy lắm nha. Còn cái này là gì đây? Cái gì? Sen đá hả bây giờ? Có phải sen đá không? Cái cẩm thạch. Cẩm thạch nha. Cẩm thạch. Cẩm thạch kiểm này 50 đồng một cây. Đó. Bonsai. Ồ chú ghép luôn kìa. Ghép cẩm thạch kiểm 50 đồng mà công ghép nè. Lấy cái công thôi 50 đồng mà, ghép vô gốc lớn nè. Đó, người ta lấy cái còng rồi người ta ghép 3-4 mắt này mọi người chứ không gì hết á. Nho thân gỗ. Nho gỗ đỏ hả chú? Này đỏ hả chú? Đỏ đúng rồi. Có trái không chú? Chưa có trái. Chưa trái hả? Cây cũng bự. Cây này bao nhiêu chú? Mấy cây này hả? Hả? Mấy cây này là 1.200 đồng. 1.200. Nho thân gỗ đỏ mọi người. Nó màu có trái hay nhiều còn đen. Cái gì đó.
ở đây đậu trái nhiều mọi người, không biết đậu kiểu tự nhiên á. Cái đó là thu bì thái nè. Trời ơi, cây này nó đã thu bì thái trái quá trời luôn. Cây này bao nhiêu chú Văn? Cũng giá đó hả? 1.500, ai muốn 1.500. Cây không có bố nè. Nó lựa cây nào lựa mà dáng lùn nè, mà nó tầm lum trái hết, trái kinh khủng. Ai thích dáng cao thì lấy cây cao, ai thích dáng lùn thì có cây lùn đủ thứ size hết. À, lùm lùm mà phụ tùng của Nhật nha mọi người. Ổi không à, vườn này đa chủ yếu là ổi không à. Vườn chủ yếu là ổi với mãng cầu. Ừ. Yeah, mãng cầu, ổi mãng cầu. Đây cây sầu riêng nè mọi người. Đây. Phải không chú? Sầu riêng nè. Đó, lon thấy cây sầu riêng. Cây này bao nhiêu chú Văn? Cây này là 250 đồng một cây, mãng cầu sầu riêng chậu 15 ga lông. Dạ. Chậu lớn 15 ga lông. Dạ. Đó, cây ổi thái ruby tha hồ trái, ai tới trước lựa nhiều nhiều trái lắm. Thái ruby này quá trái nè các anh chị. Trái quá trời luôn nè. Ổ trái nó nằm đây nè. Vườn này chùm thái ruby với thái vuông nha các anh chị. Vườn chú Văn quá trời thái ruby với thái vuông luôn. Mấy cây Đài Loan này cũng ngần gửi nè, đầy quá trời trái luôn. Đài Loan này quá trái luôn, chứ nó ngàn gửi nè, cây lớn nè, mua về làm giống nè. Nếu mà mình chưa có loại này. Còn cái này là Đài Loan Ruby, cây lớn nè. 150. Wow. Vườn nhiều ổi kinh khiếp. Đúng rồi. Trái nó đậu dây dây luôn của chứ anh chị. Thái vuông thì ở dưới đó, đó ở chỗ đó gần gốc cây me đó bán 200 thôi, ở chỗ cái cây me á. Đài Loan Ruby. Wow. Kế cây ủi trái nè, đi vào hai ba bước đó. Vườn này rất là nhiều ổi Taiwan Sisless nha, Taiwan Ruby, rồi Thái vuông Thái Ruby. Tái mình cũng gần, có gần nữa. Có cái ổi đó, cái gần mấy cây chế tô đó. Chế tô kiên giới đó. Cái ổi Đài Loan chậu 5 ga lông. 250 mới ăn xeo 200. Thái ruby. 5 ga lông gần gần gốc cây me đó, biết không? Cây me vú sữa chỗ đó. Ờ, cây nào cũng trái quá trời. Wow. Gần kế cây nhãn bự bự ở chỗ đó đó, cây nhãn 25 ga lông mới tụ ra. Ồ, trái cả mọi người. Thái vuông, ồ thái ruby bây giờ nó ra trái khiếp kìa. Thấy mà mê luôn nha, trái dây dây dây. Mình ăn mình thấy rất là ngon nha mọi người, nó thơm giọt, ngọt giòn ha, có tí chút xíu của vị chua thôi à. Wow, ổi bào la chú Văn? Bào la. Bào la, à, mía ông địa. Ai mà mua cây này là trái không à. Quay trái hả? Trái nằm như là chú sứ á, không? Ai nói ruby không đậu được nhiều trái, thấy ruby nha, đậu trái dây 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 luôn, kinh khủng luôn. Bu đầy thân nha. Mã này chú đâu có thời gian bấm ngọn đâu hả? Tại vì nhiều cây quá hả? Nhiều quá mà. À, đâu có thời gian đâu, tại nó đậu ghê vậy hả? Biết sao nó đậu khiếp vậy? Chứ bỏ phân gì vô nó đậu nắng, ghê vậy? Nắng, nó thấy nắng muốn chết luôn. À. Nắng với nước, nắng với tưới. Nắng với tưới thôi à? Dạ. Đây, miếng ông địa. Nhiều chậu bự tổ này chú. Đang on sale 125 đồng, đang sale 100 đồng một cây. 100 đồng chậu bự nè mọi người. Có chậu này hình như là có 8 cây luôn, bự chà bá luôn nè. Đó, đang on sale 100 đồng chậu mía ông địa nè. Cái này ai mà mua về làm kiểng để trước nhà cho may mắn đồ, tài lộc đồ vô thì mua hai chậu để chưng chơi mọi người. Nhìn giống cây đã cổ phụng pháp của Hồng Thất Công. Nhiều màu lắm nha. Nhiều màu nó sọc. Nó bắt nguồn từ hầu quay phải không chú? Hầu quay. Dạ đúng rồi. Trời vô thấy đỏ. Vô thấy đỏ. Cây này nhiêu vậy chú? 250 đồng. 250 mà một đống trái luôn mọi người. Trái này còn trái, một đống trái. Đó. Trái nhiều lắm nha mọi người. Mà chấm đâu. Cây này quá trời trái luôn, 250 đồng. Cây vô thấy đỏ. Vô thấy đỏ là dễ trồng nhất. Dạ. Vô thấy đỏ sầu riêng. Đó, đều là 250 đồng. Sầu riêng 250 nè, cây này 250 nè mọi người. Ồ.
Thôi chứ vườn này đi hồi cũng mỏi chân luôn á nha mọi người. Bây giờ nó ba ai cờ cũng lớn lắm. Nó nhỏ. Buổi sáng này đỡ chứ lúc 3 giờ là đi trời nóng nóng là mệt luôn á. 3 giờ đi mà không có chai nước té xỉu phải giỡn đâu. Giống như đi hiking á. Ủa mấy cây nhãn lớn này bao nhiêu rồi chú? Mấy cây nhãn lớn 20 gallon này đang sell là 395 đồng. 395 mà cây cổ thụ nha mọi người. Mấy cây rất là cổ thụ bự nha, 395 đồng. Cây size mà lớn nhất á. Không có người chăm sóc. Này mà về mà thả xuống đất thì nó như là bắp tay nha. Vườn của chú là nhiều nhất là ổi với mãng cầu á. Quá nhiều nhất là ổi á, ổi kinh khủng quá. Mình ổi mà. Dạ, vườn này ỏi mạng cầu, sabo rồi cũng có hết nhưng mà mình nói vậy thôi, nhưng mà mình nói nhiều nhất thôi, nhưng mà có tất cả những loại cây ăn trái nhiệt đới đâu hết nha. Sabo đâu quá trời nè. Sabo chê đó. Alano hả gì chú? Alano, chậu 35 gallon. Đang bắt tay nè. Bao nhiêu vậy chú? Cây này bao nhiêu vậy chú? 4.000 mà đang sell xuống còn 2.000. Cây này 2.000 nha mọi người, cây lớn cũng khủng khiếp lắm nha. To vật vã nha, cây to vật vã chậu 25 gallon như bắt tay vậy, trái đầy luôn. Cây chịu cành một số cây bẻ hết trái rồi. Cây này còn trái. Mấy cái nhãn nè, mấy cái nhãn mọi người nên nên mua trồng bây giờ tại vì nó trái nè. Trái kinh khiếp lắm cả. Hồi nãy chú nói cây này là 300 mấy chú phải không? Dạ, 395 đồng. 395 đồng, mấy cây mà bự nhất của vườn trong chậu 20 gallon á. Tại không có thay chậu thôi chứ nó lớn cổ thụ. Lớn quá coi như là bán bỏ luôn. Dạ. Về mà chôn ở lên lại chôn đất nó lên chôn. Chôn đất là có nguyên một cái vườn nhãn luôn, ai cần mua cây bự bự về để thu hoạch trái bán trái cây mua hai cây được rồi. Em nào muốn trồng khoai mì thì 45 đồng một cây. Ồ, cái này khoai mì chưa? Khoai mì đó. Đó, cái này cây khoai mì nè. Khoai mì đó. Cả 45 đồng cây trong cái chậu 15 gallon cũng bự cổ luôn. Khoai mì. Nghĩa là phải mang giống từ khoai ra vậy. Dạ. Có mận gì kìa, mận gì có trái kìa chú. Mận này lát kinh công. Lát kinh công. Ồ, cây này cũng đẹp nè. Cây có trái nè. Nó đang có trái. Chậu 25 gallon. Bao nhiêu rồi chú? Cây này 1.500. 1.500 cây bự lát kinh công nha, 25 gallon. Lúc lát kinh công nó là trong á, cây nó bự. Ồ, mấy cây lớn rồi. Bự khiếp lắm nha. Đó, mấy cây gốc lớn lắm nè. Cây này mà bự như là mình dùng để che bóng mát luôn á mọi người, chứ không phải là trồng cây ăn trái. Trời, nó nguyên một khu bóng mát luôn á. Làm cái lèo là ví dụ á. Cái lèo luôn. Còn hồng giòn đâu mà sao không tưới nó chết luôn chú. Mùa này nó chuẩn bị ấy rồi, nó chuẩn bị ngủ rồi, nó mới là cá tàu. Ăn xong ngủ rồi. Cô cây hoàng hậu đâu chui ra đây nè. Hoàng hậu. Trời ơi. Hoàng hậu hay là na? Con không biết cây gì luôn. Giống cây hoàng hậu. Giống cây hoàng hậu. Mình gọi là hoàng hậu hay là na gì á. Mẹ gọi na cũng được, còn gọi hoàng hậu cũng được. Con phải cây ghép không? Nếu mà không phải cây ghép á, đó là cây na, nhưng mà cây này con nghĩ là cây ghép ở đây mà. Cây ghép. Nếu mà cây ghép là cây na rồi, cây TPC phải không chú? Đúng rồi. Phát tròn. Phát tròn. Mía nhiều lắm mọi người. Cái này ổi gì rồi chú? Ổi này hả? Diamond hả? Diamond. Cây này có bán không chú? Cây này hả? Có display. Cây này 2.000 á. Cây này 2.000, mọi người muốn mua cây diamond bự tổ bố nãy mình ăn á thì cây lớn này 2.000. Nó lớn chậm chú Văn? Đúng rồi, nó lớn chậm lắm. Chậm hơn là ruby thái hả chú? Đúng rồi, ruby thái này nói chung là nó là chậm nhất. Ồ, thái ruby nữa. Thái ruby đó. Vườn này nhiều ổi kinh khủng lắm mọi người, quá trời ổi luôn. Mà ổi nhiều chủng loại nha. Chứ không có trồng ổi có hộp không? Trồng ổi không hộp không không? Có hộp là ít nhất là cái thằng diamond vậy thôi à. Có mấy cây có ấy mà có xá lị mà. Xá lị chỉ có 95 đồng một cây thôi, đang có trái. Dạ. 95 đồng một cây. Mãng cầu nhiều lắm mọi người. Đó, dạ. Cây vàng vàng là cây gì, bông gì chú? Bông điệp. Ồ, cái này là hồng gì nè, hồng hồng mềm á chú. Hồng mềm. Thái bự nè, hồng mềm nè. Hồng mềm, trứng gà nè. Giờ nó ra thành trứng ngỗng luôn, bự quá. Đó. Điệp vàng.
đẹp hết chứ. Đó, đẹp mọi người. Màu vàng rực có màu thu luôn nè. Mùa này mọi người phải lên đây là dạo vườn, enjoy mấy cái trái ổi nha mọi người. Thái vuông. Thái vuông, 99 là chú Văn mời hết á. Tháng nữa thì có cherry này nè, đó. Cherry gò công Việt Nam mọi người. Tháng nữa là có cho nên là nó chín. Đây nè, 95 đồng một cây ổi xá lị. Sao bự chứ vậy? Xá lị Việt Nam mọi người. Xá lị đang có trái nè. Dạ. Trái nè. 95 đồng cây bự tổ của bố luôn, bành kia luôn người gốc nè. Gốc kinh khủng lắm nè. Mà ăn cũng được phải chứ không dở phải không? Ngon ok, ngăn lên nha. Đợt đầu nó ra trái bự bự á, đợt đầu nó mà bói ra trái bự bự á cả ký á. Trời ơi. Nhiều cây dáng mà, nó thẳng đẹp mọi người. Nhưng mà qua năm nó không, nó nhiều trái nó lại nhỏ lại. Nó bự lắm luôn á. Gốc bự á. Gốc bự lắm luôn, 95 đồng cây xá lị, ngon lành luôn. Ngon lành. Trái xá lị mà trái đầy chứ không phải là xá lị mà cây lá không nha mọi người. Thì cây nào nhiều trái thì bưng. Còn ít trái để lại cho chú. Cho chú qua năm nuôi tiếp. Rồi. Quá trời quá đất luôn. Sao buồn chê. Mấy cái này chú có bán không? Cái gì vậy? Fly này nè chú. Fly này. Sao mà bự quá vậy? Không phải fly hả? Fly mà số 4. Cái số 3 thì nó nhỏ, đây này cái số 3 thì nó à. Số 4. Cái này cho thoát nước cho nó nhiều hơn hả chú rồi, ha? Đúng rồi. Chắc cái này thoát nước người ta để đây dưới đáy chậu là cái cục lớn nè. Ở trên gần cục nhỏ hơn. Bao nhiêu bịch bự vậy chú? Cái này là 30 đồng. 30 đồng nha. Mà nó bự lắm á, nó bao nhiêu cái bịch fit á? Như là 3 cái bịch fit hả? Hơn nữa đó. Đây là 4. Đây này 4 hả chú? Có số nè. 4 à. 4 thì có bịch fit nè. Nhà 30 đồng được, mọi người mua Home Depot á, bịch hình như 1.5 cái bịch fit cũng 18-19 đồng giờ rồi, chưa thuế nữa. Cái này chú bán 30 đồng mà được lắm. Này chú mua về chú xài, ai thích thì chia lại thôi. Dạ. Cái này cái mấy cái bự bự này ta khóa trồng lan. Ồ, ta trộn với mấy cái bát trồng lan vô hàng chơi. Dạ, nói số 4 đó. Cái số 4 này ta trộn với trồng lan, còn cái số 3 thì mình trộn với đất. Dạ. Mình trồng cây. Đó, chú Văn có delivery cây vòng vòng local này, trong vòng mấy mau vậy chú? Chú đi được mấy mau? Nói chung là vòng vòng ốc cao ti này ai mua trên 1.000 thì free delivery. Ai mua trên 1.000 chú free delivery, yeah. Vòng vòng khu vực mà Orange County, Westminster này nè. Yeah. Còn chắc LA chú rảnh chú deliver luôn nhưng mà phải mua trên 1.000 mà thêm phí shipping chút không chú? Yeah. Ở xa thì nếu mà mua 2.000 chú cũng free luôn. Ok, ở xa mà 2.000 chú nó cũng free luôn. Yeah. Kiểu như mua hai cây ổi Thái Ruby với Thái Dương là chú free delivery luôn. Dạ. Yeah. Đây, số điện thoại nè. Địa chỉ nè mọi người. Đây, Văn Văn Nursery nè. Chuyên bán tropical fruit tree, các loại gan trái Á Đông, bông hoa, cây kiểng, bonsai. Số điện thoại nè 714 7570131 nè. Địa chỉ nè 745821 Street Westminster, California 92683. Đó. Cái này là cái củ chuối phải không chú? Đúng rồi, củ chuối. Cái này là ăn được rồi đó chú ơi, sao nó như một bụi bụi này chú phải nấu đúng mà. Đúng nha. Rồi. Phải nấu. Chậu nhỏ nhỏ, chậu 5 ga lông đang on sale 25 đồng một chậu. 25 về đầy củ rồi, bây giờ mình mang cái củ già thì mình luộc ăn, còn mấy cái mầm nhỏ 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 mình cấy lại nó lên. Dạ. Đó, ổi xá lị nè. Cây xá lị nè. Đó, xá lị đó. Trái như đó. Bơm luôn, chùm đó. Luôn. Đó. Cây này chú bán nhiêu? 200. 200, tại vì cây lớn không chú? Cây lớn, chậu 20 ga lông mà là xá lị. Xá lị. Xá lị Việt Nam rồi mọi người. Dạ. Xá lị thì nó cây, có hộp vậy thôi. Cây bự thật bự luôn. Dạ. Cây xoài, cây lựu, nói chung chú có tùm lum cây hết, cây lựu trong nhiều nè, rất là nhiều loại cây mà mình. Cái này thiếu nước rồi chú Văn ơi. Thiếu nước trầm trọng rồi. Đó, cái này là đỏ nè, giờ thấy đỏ mà thiếu nước. Thiếu nước, thiếu thuốc, thiếu phân luôn, cái này phải làm lại. Làm lại rồi. Bỏ nó ra cho nó có đất mới. Mấy anh tự đậu trái á, vô Thái nè mọi người. Thái nè. Hôm nay nghỉ, chủ nhật.
Khỏe không em? Hỏi mùa này có trái chín hả anh? Cũng đang lai lai, đang quay YouTube để quảng cáo để cho khách tới vườn mua. Dạ dạ, thế bữa nay mận này bao nhiêu cây vậy chú Phong? Mận này mận gì bao nhiêu cây? Red. Cái này là 250 đồng một cây. Cây lớn lắm. Dạ. Red White Apple. Red White Apple. Mận thái đỏ đi ha. Thái đỏ. Thái đỏ, thái xanh chứ cũng có nữa không? Green đúng không? Có green. Ai muốn green thì lựa cây xanh. Ai muốn hồng thì lựa cây pink. Dạ. Trọng 15 ga lông. Cây hoành tráng. Chung là quá đã, nhiều cây luôn. Cây mãng cầu, nhất là mãng cầu mê vườn chú Vân, nhất là mấy cái mãng cầu bự Tết chú bán trái. Đúng rồi, Tết bán trái. Đó, cây mận nè, 250 đó. Đây, 250 cây mận thái đỏ nha. Đó. Nó có trái nhì đồng trái nè, trái nhỏ nè. Ồ. Mận trái vừa vừa nè. Trái vừa. Đó. Con đỏ, thái đỏ nè, nhìn cũng hấp dẫn lắm nha. Em có thử trái đó không? Chưa. Dạ. Con trái ăn đi. Chú cầm giùm con cái này đi để con thử cho. Thank you chú. Rồi. Mình xin phép thử trái này mọi người đó, nhìn nó cũng lovely chứ. Đó có màu đỏ, màu vàng đủ hết nha. Cái màu đó là bị cháy nắng. Không hạt luôn. Khá là ngon rồi. Ngon hay già cũng không biết nữa. Chưa rồi chín mấy, còn hơi chát một chút mà nó giòn. Ngon, vậy là ngon. Ngon. Cho có hạt không? Khá ok luôn à. Rất là cứng không? Cứng giòn. Hơi chát một chút tại vì nó còn sống, nhưng mà vẫn ngọt. Dạ chào. Đâu cái ổi ruby Thái. Ruby Thái cây bự hay cây nhỏ? Cho em coi thử. Công tập kia. Đi. Muốn cây giá cỡ bao nhiêu? Cây nhỏ nhất á là 120. Đi coi cây nhỏ nhất đi. Xong rồi tới nhỏ cây. Nhỏ là nhỏ. Ở đây có cốc Thái đây đó hả? Dạ đúng rồi, cốc Thái. Bao nhiêu một cây vậy? Đang on sale 70 đồng một cây đó. Đâu có cây nào đâu. Đó. 70 đồng hả? Đó, cây nào cũng 70 hết đó. Đó. Đang quay YouTube đang on sale 70 đồng cây đó. 70 đồng cây hả? Dạ. Đó. Muốn nhưng mà cây ổi nhỏ sợ bị cao gì không? Cây ổi không, cây ổi ruby Thái cây nhỏ cỡ này à. Ôi thấp quá. À. Cũng có cây cao cỡ này 120. Rồi kia nó có cả 100 cây á. Thì vô kiếm cây cao chút thì vô trong mình lựa cây cao nhất bọn. Dạ. Có cây cao cây thấp, ai muốn mua cây nào cây mà ai tới trước thì lựa được cây lớn. Anh có mãng cầu hoàng hậu. Mãng cầu hoàng hậu. Mãng cầu hoàng hậu. Hoàng hậu là phép cái tròn á. PPC á, dạ. PPC hình đó. Như có, hồi nãy thấy cây bự ở dưới, đúng chứ. Có cây bự. Bự có nè. Cây bự 20 ga lông như vậy. Bự 25 ga lông. 25 như vậy. Cây đến 1.5 ga. Em có cây mãng cầu hoàng hậu cây bự. Ok, cảm ơn chú Văn nhiều nha. Hôm nay cho con dạo vườn nha. Cô chú anh chị nếu thích thì lên vườn cây Văn Nursery ở Westminster này, địa chỉ mình để trên màn hình. Cô chú anh chị ủng hộ chú Văn nha. Chú Văn rất là niềm nở với khách hàng. Ví dụ mà không biết gì nhiều giống chú Văn sẽ tận tình show cho mọi người xem nha. Ok, bye bye mọi người. Bye chú Văn nha. Cảm ơn nhiều nha chú. Cảm ơn mọi người. Rồi, bye. Vườn chú Văn có cái giống na lạ lắm mọi người ơi, na Thái nè. Cái giống này mới hả chú? Con thấy lạ quá, cái texture của nó gì kỳ cục quá, hoàng hậu không ra hoàng hậu mà hoàng đế không giống hoàng đế luôn, cái gì á? Nhà Thái. Nhà Thái à? Dạ. Yeah. Lạ mọi người. Cây lớn làm giống nè. Cây này chú có bán hay chú làm giống? Làm giống. Cây lạ mọi người. Chú đây chú ghép nè. Có thể là một giống na lạ. Mình thấy mà mấy cái gai của nó lạ lắm nha. Chú ăn trái chưa? Nó giống như na Việt Nam mình đó. Ôi trời. Hay vậy. Nó là na Thái Lan. Mà nó sống mùa đông được tại vì chú ghép cho món cục mãng cầu mễ nè mọi người. Na Thái Lan. Việt Nam mình thì có sugar apple của Việt Nam, còn cái này là sugar apple của Thái, Thái sugar apple. Thái sugar apple. Na Thái. Hai cô chú anh chị các bạn, hôm nay mình ở nhà của chú Quý nè.
chú Quý trồng rất là nhiều cây cảnh, cây ăn trái nè. Chú ở West Covina. Đây cây phượng nè, phượng đỏ nè, xanh luôn. Chắc mùa này nó qua mùa hè rồi, nó hết bông rồi.